Từng đốn tim người hâm mộ với vai diễn cô nàng mẫu đơn ngây thơ xinh đẹp trong Hòa Bích. Thế nhưng từ năm 2010 đến nay, Trịnh Sản lại không tham gia vào các dự án điện ảnh mà chỉ tập trung ở mảng truyền hình. Trong năm nay, người đẹp sinh năm 1991 sẽ có dịp tái ngộ màn ảnh rộng qua tác phẩm điện ảnh Ngộ Không Truyện. Mới đây, loạt ảnh poster Trịnh Sản trong Ngộ Không Truyện đã được phía sản xuất tung ra, khiến người hâm mộ của nữ diễn viên đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác. Khác với dáng vẻ ngây thơ trong sáng ở các phim truyền hình ngôn tình trước đó, lần này Trịnh Sản gây ấn tượng bởi nét rực rỡ, mặn mà vô cùng xinh đẹp. Không ít khán giả nhận xét, tạo hình của tiên nữ A Nguyệt khá bắt mắt, phù hợp với Trịnh Sản và giúp tôn lên nét đẹp vốn có của nữ diễn viên. Tạo hình của vai chính Tôn Ngộ Không do Bành Vũ Yến thể hiện cũng được dân mạng khen nức nở. Với vóc dáng cao ráo, thân hình săn chắc, Bành Vũ Yến gây ấn tượng với vẻ rắn rỏi đầy nam tính của mình. Anh còn được nhận xét là chàng khỉ đẹp trai, cơ bắp nhất từ trước đến nay, dù hơi ít lông lá. Ngộ Không Truyện được cải biên từ tiểu thuyết trên mạng, lấy ý tưởng từ tác phẩm Tây Du Ký Đình Đám của Ngô Thừa Ân do Quách Tự Kiện làm đạo diễn. Phim không mang màu sắc trừ yêu diệt ma như những dự án về Tây Du Ký quen thuộc, mà xoay quanh ba câu chuyện về tình yêu mãnh liệt nhưng bị áp lực giữa Tôn Ngộ Không và Tử Hà Tiên Tử. Mối tình bên nhau không rời giữa Trư Bát Giới và tiên nữ A Nguyệt, câu chuyện đau đớn giữa Đường Tăng và Tiểu Bạch Long. Ngoài ra còn nói đến tình huynh đệ giữa Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần. Ngộ Không Truyện dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 13 tháng 7 tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.